Kinh, đất Bà Rịa Vũng Tàu Chợ Rẫy, Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường tỉnh lộ 4A quý anh chị ha. Thì cái đường tỉnh lộ 4A này là liên thông từ kết nối từ thành phố Bà Rịa ngay vòng xoay con rồng nha quý anh chị. Rồi về biển Long Hải, rồi về vị biển Phước Hải, rồi về Hồ Tràm quý anh chị ha. Thì đường này là đường nhựa vỉa hè, có con lươn ở giữa ha. Đèn đường chiếu sáng đầy đủ nha quý anh chị. Đây, căn nhà này là ngang năm sâu hơn 20 nha quý anh chị. Thì trong đó là có 60 mét thổ cư. Ở phía trước là để được xe ô tô 7 chỗ được thoải mái quý anh chị ha. Thì vào đây là anh chủ là thiết kế là một phòng khách và một phòng bếp, một phòng ngủ, một toilet ha, là ở tầng dưới nha quý anh chị. Có cầu thang đi trên. Đó, bây giờ em quay chi tiết cho quý anh chị xem nè. Trước là phòng khách ha, đây là phòng ăn, phòng bếp đây ha. Sau là cái cầu thang này. Rồi đây là cái phòng ngủ, rồi thẳng vô đây toilet ha. Phòng ngủ này, phòng ngủ cũng rộng rãi ha, phía sau có cửa sổ cực kỳ thông thoáng nha quý anh chị. Đây là toilet ha. Thì cái này nhà mình là xây tường 20 hai bên nên là cực kỳ kiên cố nha quý anh chị. Thì lúc trước thì em cũng có quay cái nhà này rồi, thì chủ báo giá là 2,5 tỷ ha. Thì hôm nay đang cần tiền nên hạ giá còn 2,3 tỷ nha quý anh chị. 2,3 tỷ. Thì anh chị quan tâm thì liên hệ cho em ha. Nhà này nói chung là rất chắc chìa chắc chắn nha quý anh chị. Rất chi là chắc chắn luôn. Thì trên này anh đổ tắm ha, anh đổ khoảng độ tầm nhà này là đổ tầm khoảng độ tầm 66 mét vuông quý anh chị ha. Nói chung vừa trên vừa dưới luôn. Ở trên tầng trên này cũng 66 mét vuông, rồi dưới cũng 66 mét vuông ha. Thì nói chung là đất mình là quy hoạch 100 mét vuông nhưng mà với giao thông vào là còn 66 mét vuông quý anh chị ha. Tổng diện tích là mình là 100 mét vuông, đã có 60 mét thổ cư rồi. Đây là hai phòng ngủ nè. Hai phòng ngủ ha. Ở đây là phòng thờ. Thì cái phòng thờ này anh chị có thể ngăn thêm mà làm thêm một phòng ngủ nữa cũng được nha quý anh chị. Mình nới cái phòng thờ ra phía trước ha. Ở đây là có ban công nhìn ra, thì ở đây chống trộm các thứ là anh cũng xây kiên cố hết rồi nha quý anh chị, nên là anh chị an tâm ha. Đối diện là cái khu này là cái khu ô cấp nha quý anh chị ha. Thì phía trước sau nữa quy hoạch là toàn biệt thự không như vậy. Đất biệt thự không à. Từ vị trí của mình anh chị đi ra thành phố Bà Rịa đi khoảng độ tầm 1 km là đến ha, tới vòng xoay con rồng phường Long Toàn thành phố Bà Rịa rồi. Thì anh chị nào thích cái miếng này thì quan tâm thì liên hệ cho em, số điện thoại là 0916732748 nha quý anh chị. Nhà vậy mà anh chị thấy không, cực kỳ thông thoáng ha, tại vì hai bên là có anh cũng chừa những cái cửa sổ trời nha quý anh chị. Rồi cái cửa sổ bên hông ha, cực kỳ thông thoáng luôn. Thì anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em ha. Này cái phòng khách cực kỳ rộng rãi luôn nha quý anh chị. Hướng mình là hướng đông bắc, hướng đông quý anh chị ha. Hướng đông. Hướng mình là hướng đông nha quý anh chị. Nên là sáng còn mát mà chiều cũng mát luôn ha. Em quay sơ lại cái phòng bếp rồi cái phòng toilet cho quý vị xem ha. Cực kỳ rộng rãi nha quý anh chị. Hai bên là anh đã áp gạch cao rồi nên là rất là sạch sẽ ha. Còn phía trước là cửa nhôm sinh pha nha, cầu thang kính, lan can kính luôn ha. Nhà này rất là đẹp nha quý anh chị. Phía bên đây anh cũng làm mái che rồi, kiên cố hết rồi ha. Thì những cái công trình phụ này là anh đã làm hết rồi nha quý anh chị. Anh chị chỉ về là dọn và ở thôi ha. Đường này là đường em nói là đường chính, kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề được nha quý anh chị. Được cái là mình tiện ích đầy đủ nè, gần chợ nè, chợ anh chị đi ra chợ Long Điền hoặc chợ Bến hay chợ Long Toàn hay chợ Bà Rịa cũng gần ha. Đường này là kinh doanh buôn bán nhộn nhịp luôn nha quý anh chị. Từ đây mà anh chị đi về chỉ ra đây là đón xe hoa mai toàn tháng là về thành phố Hồ Chí Minh ha, tốn chỉ có 150.000 thôi. Xe cộ qua lại nồm nộp luôn nha quý anh chị. Bên cạnh nhà mình thì có cái tiệm cái công ty bánh kẹo ha, thì bánh kẹo nước ngọt nha quý anh chị. Hướng này là cũng đi về vòng xe con rồng, sau là cái cao tốc mình xuống ngay đây ha. Cách chỉ có 1 km thôi là đến rồi, đường dẫn cao tốc nha quý anh chị. Giao thông cực kỳ thuận tiện luôn, mà giá chủ ngọt siêu ngọt luôn quý anh chị ha, tính ra là bán nhà mà giống như giá đất thôi nha quý anh chị.
chỉ có 2 tỷ 3 thôi. Ở đây là cái sổ nè, đất là thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 104,9 mét vuông, có 60 đất ở, còn lại là cây đất trồng lúa nước còn lại quý anh chị ha. Để em soi sơ quy hoạch cho quý vị xem luôn. Ở đây thì tổng diện tích của mình ha 105 mét vuông, nhưng mà 66,3 là đất ở, còn lại đất giao thông là 38,7 nha quý anh chị. Thì trên quy hoạch thôi chứ chưa biết hồi nào làm quý vị ha. Đó là tương lai nha. Đây là cái vị trí chấm đỏ của mình đây nha quý anh chị. Mặt tiền đường tỉnh lộ 4A ha. Đây là vòng xe con rồng nè, cách Hà Nội chưa đến 1 km ha. Rồi cách cái trung tâm thành phố Bà Rịa đi khoảng độ tầm 2 km là đến ha, trung tâm hành chính tỉnh rồi. Đây là biển Long Hải cách 8 km nè. Rồi biển Phước Hải cách khoảng độ tầm 15 km ha, 15-17 km cho quý anh chị. Rồi cách thành phố Vũng Tàu đi khoảng độ tầm 25 km là tới thành phố Vũng Tàu rồi. Rồi anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em, số điện thoại là 0916732748 nha quý anh chị. Sẵn đây em cũng xin giới thiệu thêm là anh chị nào mà có đất hoặc nhà cần bán thì liên hệ em ra bán phụ ha. Rồi.